chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh này ra cho các bạn chiêm ngưỡng như thế nào nhá. Ok, mình sẽ mở hộp nó. Trong đây có một dây sạc này. Cái siêu xe này mua ở siêu thị Nam Gia Lai. Ok, mình sẽ mở siêu xe. Đây đây là chiếc siêu xe Lamborghini. Bạn có thể xem. Đây. Đằng sau đây là pin nha các bạn nhé. Đây là pin. Và đây là công tắc. Cũng như hết pin có thể sạc pin bằng dây sạc như thế này. Cắm vào đây sạc pin. Ok. Và đây là công tắc. Cái mặt lên là xe nó sẽ khởi động. Khởi động xe lại. Đây là chiếc điều khiển của chiếc Lamborghini này. Đây. Cảm thấy không? Mình sẽ test thử nhé. Ok, nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Đây là mình ấn đang quay đang lại. Đó. Nó sẽ tự động di chuyển bánh cướp. Nút này là nút tiến lùi. Nút lùi mình ấn lên là sẽ tiến, đèn sẽ sáng hôm trước. Còn nút lùi là sẽ sáng đằng sau các bạn. Đây lùi sẽ sáng đằng sau. Hai cái đèn nó sẽ sáng. Còn trước đây là sẽ sáng trước. Ok, hôm nay mình sẽ test thử xem xe này như nào các bạn nhá. Xem địa hình nó có trải qua các địa hình được không? Okay.